Ê, sao nó làm sao được tấm hình hay vậy? Chắc từ đây tôi mới á. Đó không phải là chuyện của mấy người. Trả tấm hình cho tôi đây. Trả sao mà trả, tấm hình này tôi tịch thu. Tôi không nhận được nữa đâu á nha. Bây giờ có trả hay là không? Tất nhiên là không trả rồi. Rồi bạn làm gì tôi? Ê dạ. Ê, sao đánh mắt tôi hả? Con này gan á nha. Vô cho nó một trận. Nè nè, tôi có vợ đó nha. Trời ơi, có vợ kìa. Vô cho nó một trận. Ây da, chạy. À, hôm nay dám biết cô đúng không? Tôi sẽ cho bạn biết tay. Công chúa, nay đi học có vui không con? Dạ vui. Vui thiệt không? Dạ thiệt. Thiệt mà sao mặt bí xị vậy? Cười lên cái coi. Giờ thay đồ đi, rồi ra ăn cơm với ba với dì nha. Dạ. Xấu rồi. Mẹ của con xấu. Dạ chị ơi, em có chuyện đột xuất á. Chị làm ơn chị Thủy dí giùm em nha. Dạ, chị Thủy giùm em. Dạ dạ dạ. Chị thông cảm, xin lỗi chị. Mai. Mai. Sao con không vô lớp học? Đừng có buồn nữa. Chuyện đã qua rồi mà con. Bộ ở nhà con không còn tấm hình nào khác hả? Dạ không. Tấm hình này đối với con mẹ là đẹp nhất rồi. Ừ. Đối với chú, tấm hình này mẹ con đúng là đẹp. Hay là cho chú mượn tấm hình này nha. Dạ. Để chú làm gì vậy? Chú mượn chú coi thôi. Ủa, hình như cái gì vậy? Tấm hình này... Ủa, tấm hình đâu rồi? Chú, tấm hình của con đâu? Ủa, đâu rồi? Để chú coi thử. À, nó đây rồi. Xem xíu mất, trả cho con nè. Wow! Mẹ con đẹp lại rồi nè. Chú làm sao hay vậy?
chú có cái này nè, bóp ảo thuật đó. Bóp ảo thuật? Ừ, tấm hình nào bị cũ, bị vẽ lem hay bị dơ gì đó, bỏ ở đây chú ảo thuật thành mới lại liền. Thiệt không chú? Ủa không tin hả? Vậy để chú biến lại thành cũ. Không đâu chú. Không được đâu chú. Ừ. Con cảm ơn chú nha. Chú giỏi quá. Chú vừa biết đàn nè, rồi còn vừa biết làm ảo thuật nữa. Còn gì nữa không chú? Hết rồi. Vậy hả chú? Chú có muốn con trả ơn gì không? Cái gì? Cái gì trả ơn? Mà cụ non quá bà ơi. Ba con dạy là người nào mà giúp mình thì mình phải biết cảm ơn, rồi sau đó phải trả ơn. Có khi chất. Đúng là con gái của... đúng là con gái của ba con. Tạm thời chú chưa cần. Coi như chú cho con nợ đó nha. Được thôi chú, khi nào chú cần chú cứ nói con nha. Vậy bây giờ đi học ha, trễ giờ rồi. Dạ. Sao vậy? Có chuyện gì nữa hả? Lỡ như tấm hình này bị mấy bạn vẽ lên nữa, vậy chú có biến ra lại được không? Ừ, chắc là không rồi. Chú có thể ảo thuật được một lần thôi. Nhưng mà nè, ba con không dạy con tự vệ hả? Sao để bạn con ăn hiếp hoài vậy? Ba con nói gây gỗ với bạn là không tốt. Có chuyện gì chỉ cần nói với cô giáo thôi. Rồi con thấy cách đó có hiệu quả không? Con không biết nữa. Được rồi, chú sẽ có cách giúp con chắc chắn hiệu quả. Thì con chú. Vào đêm khuya mơ màng cha thấy con bật tiếng khóc chào đời bàn tay bé xíu là ký ức chẳng thể nào quên niềm hạnh phúc được nhìn con lớn khôn cứ trong mong một ngày con sẽ sống có lúc khó khăn con hiểu không cha đã cố cất hết muộn phiền cả lời yêu thương vì ai cũng có những sai lầm xin lỗi con yêu của cha hãy đến bên để cha ôm con một lần nữa điều cha khao khát là được thấy. Sao những cái thế từ vệ mà chú chỉ con á con thuộc chưa? Dạ con thuộc rồi. Chú thấy con giỏi không chú? Giỏi con mà cái gì mà không giỏi. Hồi nãy giờ nó có mệt không? Dạ, khát có. Nước không? Dạ có. Cha con uống sữa được không chú? Được, đứng ở đây chú nha. Dạ. Đi mua sữa chú về liền. Dạ. Đừng đi đâu nha. Cha sẽ trở về một tình yêu to lớn dành cho con. Ê, sao nó làm sao được tấm hình hay vậy? Chắc từ đây tôi mới. Đó không phải là chuyện của mấy người. Trả tấm hình cho tôi đây. Trả sao mà trả, tấm hình này tôi tịch thu. Tôi không nhận được nữa đâu á nha. Bây giờ có trả hay là không? Ừ, tất nhiên là không trả rồi. Rồi bạn làm gì tôi? Ây da. Ê sao đánh mắt tôi hả? Con này gan á nhè. Vô cho nó một trận. Nè nè, tôi có vợ đó nha. Trời ơi có vợ kìa. Vô cho nó một trận. Ây da chạy. Mình đã nói là mình không muốn đánh nhau rồi mà. Mẹ ơi, mẹ lại bị dơ nữa rồi. Để Diễm Mai lau cho mẹ nha. Mẹ thấy Diễm Mai có giỏi không? Từ bây giờ Diễm Mai sẽ luôn luôn bảo vệ mẹ. Không một ai dám ăn hiếp hai mẹ con mình đâu.
Uống nước đi con. Cảm ơn chú. Mình về hả? Dạ. Nhưng mà nè, nhưng mà có chuyện này chú nghĩ là con có thể giúp chú được. Chuyện gì vậy chú? Con có thể cho chú xin tấm hình khác của mẹ con được không? Còn nếu không được thì thôi, không sao. Được thôi chú, ngày mai con sẽ đưa cho chú tấm hình khác nha. Cảm ơn con nhiều. Nhưng mà nhà chú ở đâu vậy? Nếu được, ngày mai mình hẹn chỗ cũ ha. Dạ. Thì bây giờ về thôi. Ok chú. Đi thôi. Một ngày con sẽ hiểu ra, còn là cách.